cái này lỡ mà nó hết pin bắt chạc thì sao, thì mình xin nói với mọi người là cái này khi mà hết pin đó là nó sẽ thông báo, nó sẽ rung lên rồi nó kêu tít 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 hoài luôn. Nó sẽ báo trước mình tầm khoảng 15 phút là để mình biết mình thay pin, mình ngắt kết nối. Chứ thêm cái nó là phải lò xo á, những khi mà mình cái cần gì sự cố mà trước mắt á, giống như có một chiếc xe lan nào chạy cắt mặt mình á, thì mình không tin tưởng cái hàng này, mình dở lên mình lấy cái cọng dây sên ra mình quay tay liền xử lý. Đây, bữa mình tháo ra đựng mình chuẩn bị sơn với mình cắt cái đầu này bớt lên nè. Để đang anh em đang đi lấy cái máy mài để mà cắt cái đầu bớt, tại vì cái đầu đó nó cọi trong cái dành qua lăng nè các bạn. Thì mình xài không được. Mình tháo ra rồi mình xưa nay mình sơn lại chứ mình cắt đầu chứ mình câu điện rồi lại nè. Ở trong này sẽ ra một cái cọng dây âm dương mình câu vô chui luôn. Nữa mình ghim cái chui này vô nó là rồi. Nữa mình ghim cái chui này vô nữa rồi cho nào không xài rút ra. Dây chuyền lên trên này một cái công tắc gờ trên này. Cái nữa anh bật. Ở bên đây là đèn mạng, mạng trái xanh đỏ, đèn chuỗi. Còn công tắc này là công tắc điều khiển. Còn này đèn mui, đèn pha, đèn báo nước, đèn mạng phải. Mấy công tắc này hư sớm giờ mình cháy nên lôi ra, giờ mình chuẩn bị gáp vô nó là đỡ đó cho nó khô đi. Nó khô xong bắt đầu cái mình chuẩn bị bắt vô là gọi ha. Bắt vô là chạy được rồi đó các bạn. Đây nè các bạn, bây giờ mình cắt cái đầu này vô bớt ha. Cho nó đừng có cọ vô dần qua lăng, rồi bây giờ mình sẽ gáp vô đó. Rồi ok. Bây giờ chuẩn bị đưa vô là chạy, đem ghe ra chạy ngoài sông thiệt luôn nha các bạn. Gáp vô để mình chạy ngoài sông, mình test cho mọi người xem luôn ha, coi cái độ hoạt động với ổn định của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ gắn này vô trước rồi kiếm con dây buộc tháo qua lăng đưa vô là cạch như là rồi luôn đó. Đây gọn gàng. Nè mình làm hai cái chui điện nè, giờ chỉ cần ghim điện vô là xong. Ghim điện vô là lụm bữa hổm mà các bạn thấy nó gùi nùi ha. Bữa nay quán mang kêu rồi lại dầm nó sang trọng chứ nó sơn được cái màu vàng đồng lên nè các bạn. Chứ không phải là vàng thiệt, phải vàng thiệt là im quá. Giờ mình sẽ bắt như trong này. Kịch bản y cũ, y gan cái kịch bản cũ. Rồi bây giờ mình lọn cái cọng dây vô y cũ mình buộc ha. Bao nhiêu năm tháng mà mình vẫn chưa kiếm được cái lò xo luôn các bạn. Tại vì không có cho đi lên trên bờ á, người ta không cho mình đi lên trên đường. Hết hồn. Người ta không cho mình đi lên trên đường, mình không có kiếm được cái cọng ngang là xo luôn. Khó chịu vậy ta. Sao không nhét cái đinh vô đường đó luôn hả? Buộc rồi mới nhét cái đinh vô chứ. Mà mình làm cái đòn bẩy cho nó chịu lại. Chạy vậy không có lò xo phải chịu rồi. Hỏi nó chập cháy cái điện thấy mẹ hết trơn quá. Đó. Các bạn thấy cái tiếp lô của mình dữ không? Hay. Bây giờ chỉ cần ghim điện vô. Ghim điện vô ghe mình đang chạy luôn nha. Ghe mình đang chạy trên sông luôn. Bây giờ hai anh em mình vừa chạy vừa chế luôn các bạn. Không biết có lên bờ không. Chạy rồi sẽ biết. Bạn lấy đầu điện khiển ra chuẩn bị cái đi. Nói chung là mình phải mở nguồn lên hết trơn nha. Mở nguồn lên sẵn sàng hết trơn luôn rồi mình sẽ đưa vô mình test.
sẽ đi ra ngoài tước mũi mình chạy luôn các bạn. Chứ nó mình sẽ đi ra ngoài tước mũi mình chạy luôn. Thấy cái nào nữa trời. Ừ, cái nào nữa. Đó. Sao? Chưa bật tắt lên. Không ta. Lên chuẩn bị nha. Đó lên đó. Nó quanh, nó quanh giống như là cái gì nữa các bạn ơi, nó quanh nè. Tại vì hàng không có đều á. Rồi vậy là ok đó, bây giờ mình chỉ cần tháo qua lăng thắng gì. Cần ghe trong này nha. Được chưa ta? Tại vì rồi được rồi, cái nổi mà. Giờ tháo qua lăng nè. Tại vì cái phần này quan trọng lắm nha các bạn, cái này là test ghe đang chạy luôn. Nè, lúc này rồi chui lưỡi luôn. Chơi lỗi luôn nha các bạn. Nguy hiểm lắm nha các bạn. Nhanh cái tay anh Thành ơi. Cái gì? Nhanh nhanh cái tay. Ủa sao nó xếp xảy vậy tại? Vô rồi, vô khớp rồi.
Ê, bữa nào mình núp chỗ khác mà lấy xe đâu không ai thấy ai ngồi này qua lăng nó tự xây chắc nó tưởng ma quá. Chứ ghe không người lái các bạn. Ghe không người lái. Rồi thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi ra chiếc mũi lái đứng ngoài đó lái chút xíu luôn. Tầm khoảng 5 phút rồi mình sẽ đi vô tại vì ngoài hiện tại cũng nắng các bạn. Để qua lăng ở trong này vậy luôn nè các bạn coi nè. Đó. Đó, cái đầu chạy. Có là cái cọng dây nó khó chịu quá, cái cọng dây đó nó không được cứng các bạn. Mình phải kiếm cái gì cho nó ok hơn chút xíu được. Rồi, giờ ra mũi đi. Rồi, nhầm đi ra mũi nè ha. Trong này là giờ không có ai luôn các bạn, bỏ không luôn. Đi. Này là chơi lớn luôn rồi đó. Ghe yeah, đang giữa sông các bạn nè, nhìn nè. Trời ơi, mênh mông luôn. Dữ lắm rồi. Đây, ông anh mình tút ngoài mũi luôn rồi đó. Được không? Ờ, em thấy qua lăng cái chỗ nó xây xây rồi nè. Đây nè, đây nè. Đây hiện tại thì anh em mình đang đứng ở khu vực một chiếc mũi để lái luôn ha. Thì rất là nhiều người, mọi người là cho mình một cái ý kiến á. Là cái này lão mà nó hết pin bắt chạc thì sao, thì mình xin nói với mọi người là cái này khi mà hết pin á là nó sẽ thông báo. Nó sẽ rung lên rồi nó kêu tít hoài luôn. Nó sẽ báo trước mình tầm khoảng 15 phút là để mình biết mình thay pin, mình ngắt kết nối. Rồi thêm một cái nữa là các bạn kêu mình làm cái cục motor cho nó nhanh lên, thì các bạn thấy á là cái cục motor đó là đang tốc độ chậm nhưng mà nó qua rất là lẹ. Nếu mà mình làm một cái cục motor nhanh á, mình chỉ cần đẩy cái gạt nhẹ vậy thôi là chiếc ghe mình nó chao đảo rất là nhiều các bạn, nó lắc gì luôn nè. Hồi nãy là nó như con lươn rồi. Nãy nó như con lươn rồi đó. Bởi vì mình phải làm cho một cái motor giảm tốc. Chứ thêm các bạn thấy đi, khi mà chạy đường trường á là mình không có cần gạt nhiều đâu. Chừng nào mà nó lạng là giỏi lắm rồi. Vì cái là hết đó. Cái gì là qua đó. Nó vậy là qua đó, cái thấy cái đít bơi chưa? Nó cái đít nó bơi rồi đó. Khi mà chạy đường trường mình chỉ cần lắc nhẹ thôi là nó qua đó các bạn. Giờ chỉ cần lắc vậy thôi nè. Đó, vậy là qua đó. Đó nó qua đó, nó qua đó, đó thấy không? Đúng rồi. Qua đó. Đó, nó bơi đít lên. Đó, đó nó bơi nè. Thấy không? Thấy rồi. Tại vì mình không có làm cho cái cục motor cho nó tốc độ lên được. Nếu mà tốc độ rất là khó lái, nó chạy không được luôn á. Giờ đứng chiếc mũi giống như chờ đại vậy. Giờ này cũng có 38 40 độ à. Nắng quá nắng. Giờ đứng chiếc mũi như chờ đại. Anh em ngồi lái vậy đó, giống như lái ghe vậy đó. Anh em mình chơi sóc nha các bạn. Ghe tao không có cabin lái, ghe mình có cabin lái, anh em ra đây ngồi. Với thêm một quên nữa. Với thêm các bạn thêm một cái nữa là các bạn kêu mình chế ga với hộp số, thì cái đó hai cái đó mình là mình dư sức làm được luôn. Nhưng mà có một cái là cái đó không có an toàn các bạn ơi. Kiểu giống như cái này là mình làm chủ yếu là để khi mà chờ mình chạy ban đêm á, rồi mình bị túm hai cái giò á, kiểu mệt quá đó các bạn, thì mình cầm cái điều khiển này mình có thể đi tập thể dục vòng vòng. Chứ không thể nào mà giao hết trách nhiệm cho cái này được ha. Nếu mà giao hết trách nhiệm cho cái này thì nó không đủ độ tin tưởng đâu. Chứ mình không có dám cầm cái này để mà ghé bến đâu các bạn. Tại vì mình làm tạo mô hình rất là nhiều rồi. Mấy cái đồ điều khiển này mình chơi là nó không hề là bị lỗi luôn. Nên ga số là mình có thể làm được, nằm trong khả năng của mình luôn, nhưng mà mình không có làm cái đó. Thì chủ yếu mình làm cái này để mà mình chạy khi mà mình mệt thôi. Đây là chút xíu mình sẽ chạy qua cái hai cái hàng chiếc xà lan này luôn nè, cho các bạn coi nè. Đứng ở ngoài trước mũi luôn, không cần đi vô trong. Điều khiển qua hai chiếc xà lan luôn. Tại vì cái cục điều khiển này nè. Tại vì cái cục điều khiển này là cái cục này là để dành cho máy bay, là chế cho máy bay không người lái đó các bạn. Thì cái độ mà hút sóng của nó rất là mạnh, với thêm nữa là cái độ chảy sóng của nó rất là ít. Mình chỉ cần lắc nhẹ thôi là ở trong chổng sẽ nhận liền, nhận sóng và lăn cái motor ở trong chổng liền, chứ nó không có bị chảy. Tại vì các bạn biết là khi mà máy bay ở trên trời đó, nó chỉ cần một tác động nhỏ thôi là nó có thể là cắm đầu xuống đất liền á. Tốc độ cao lắm chứ không phải là bình thường như mình vậy đâu. Bởi vì mình rất tin tưởng vào cái này. Cái này thì bữa hổm có nhiều anh em hỏi giá ha, tại vì mình cái này là mình lấy đồ điều khiển ở trên tàu mình xuống mình chế chơi, chứ mình không có làm bán các bạn ơi. Cái này mình không có dám làm bán luôn nữa. Cái này mà kêu mình làm bán, kêu mình bảo hành không nổi, không dám bảo hành, bảo hiểm. Bảo hiểm luôn chứ bảo hành thì chút lên bờ luôn. Đó, giờ mình sẽ chạy qua hai chiếc xà lan với chiếc con luôn. Nãy giờ mình đứng ở ngoài trước này cũng rất là lâu rồi ha. Đúng mặt rồi. Mày đỏ lét hết trơn rồi. Đổ mồ hôi luôn rồi đó. Quá nắng.
Mà anh này là nói trước là bạn là mình chỉ là gắn để mình chạy đường trường thôi, chứ mình không có dám cầm để mà ghé bến đâu. Ghé bến nguy hiểm lắm các bạn ơi. Này chạy đường hẹp không dám chạy nữa, ghé bến. Ừ, ghé bến. Tại vì nói chung là nó an toàn nhưng mà mình không dám giao trách nhiệm cho nó. Chứ thêm cái nữa là khi mình ngồi ở trong cái dàn qua lăng ở trong trống á, là mình cảm nhận được mình quay được bao nhiêu vòng á thì nó ok hơn. Còn cái này mình bấm vậy nè, nó không có cảm giác. Nhiều khi là mình đè vậy nè mà ở trong trống vô nhiêu vòng mình cũng không biết nữa. Nó bắt đầu nó lạng rồi đó. Đã nhẹ lại không? Chừng nào mà cái này hết pin là sẽ kêu tít 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 tít. Giờ đi qua xà lan nè. Đâu, xà lan, quay xà lan cho ta coi à. Đó. Đó bên đây một chiếc, bên đây một chiếc. Hai chiếc. Ở trên màn hình thì các bạn giờ thấy rộng chứ ở dưới ghe thì nó cũng hẹp lắm. Ở dưới sông nó cũng hẹp lắm. Bình thường ha. Đầu té anh đó, đi kêu anh đó. giờ này tại giấc trưa mà anh ngủ hết trơn các bạn, chứ vừa chắc chiều mà anh rồi gặp ghe không người lái là anh chắc đưa lên top 1 hình hành luôn. Lạnh sống lưng hết. Lạnh sống lưng chơi cầm gì thôi nè. Đây đó, thành công rồi đó. Tại vì mới gặp biết sao mà mình cầm chạy mà mình nhìn ra như sao lái hoài không. Tại vì cái mũi nè, mình đứng ngoài sát cái mũi quá là mình điều khiển, mình dòm cái mũi mình không có thấy nó bơi nên đúng mình rồi. Phải nhìn ra ngoài sao lái cái đòn dài của nó các bạn, thì mình mới thấy được cái đích nó bơi nhiêu, mình để mình chỉnh. Chứ để mà dòm mấy cái mũi này đứng ngoài này các bạn chạy vô tới bờ luôn, cái mũi thấy còn cái thình gì nó không vô đâu. Dòm ngay sao lái mình mới thấy được nó bơi nhiêu. Quá trời xà lan cát, bon cát ha. Quá nhiều rồi. Ít chứ. Ở đây là bon cát nhiều nhất các bạn. Ở đây với xe đét á. Thì mấy anh bon này lấy đầy hết trơn nè, chuẩn bị cạp lần 2 nè. Bon cát thường thường là người ta sẽ cạp 2 lần, tại vì lần 1 là để cho nó cứng cái chân. Lần thứ 2 nữa là người ta lấy ngọn, là lúc đó là sẽ đi. Còn tự hành thì chỉ cạp đúng một lần duy nhất, đầy tàu đi luôn à. Về lái ha. Quá nắng các bạn ơi. Quá nắng các bạn, quay nguyên cho bạn coi quá cực kỳ. Bây giờ mình thấy ngồi chạy như nè. Nè. Nè quay cái lái cho mọi người coi đi, nhìn lấy cái mũi qua trái nè. À đó bắt đầu cái lái nó bê nha các bạn. Thấy không? Thấy. Ôi. Ôi bê dữ lắm rồi. Thấy lạ. Thấy lạ không? Thấy lạ đây. Ok chưa? Ok đó. Tuyệt vời các bạn, tuyệt vời nha. Các bạn thấy hay nhớ bấm like cho mình nha. Cái này chủ yếu mình làm quay phim cho mọi người coi vui thôi, chứ mình cũng không có khuyến khích các bạn là phải làm theo nha các bạn. Cái này nó cũng không có an toàn cho lắm đâu. Nó an toàn nhưng mà mình không có dám tin tưởng cho nó. Nhiều khi mình giao cho người ta chạy mà mình còn sợ nó ngủ gục nó lên bờ nữa mà. Mấy cái này cái này nó ngồi nó nhích hồi nó ngủ mất tiêu. Cái này nó không có lên bờ các bạn, mà lên cồn luôn. Lên ụ đúng rồi, lên ụ. Lên ụ luôn đúng rồi. Chạy ra là nó lên ụ luôn chứ dẫn chơi rồi. Đó nãy giờ thì hai anh em mình rất là khỏe, có là đi vòng vậy. Bây giờ thôi đi vô trong ha, vô trong cho người coi lại cái qua lăng hệ thống cái, chứ để ngoài này nắng quá. Quá nắng rồi. Đi. Vô. Giờ tụi mình leo nha các bạn. Ây da. Quá nắng rồi. Trời ơi nó mát. Ngồi đây đi chứ ngồi trước mũi quá nắng rồi. Nè các bạn dòm qua lăng cái nữa nè cho đã nè. Tôi mình mà kiếm được thêm một cái lò xo ngon lành cái nữa là nhức nách luôn các bạn, giỡn chơi đâu. Tại vì cái cọng dây này nó bị sida quá, chứ nó bị chủ yếu nó không có chuẩn. Cái này là mình lái bình thường rồi đó. Đấy, nằm xéo quá. Đúng rồi, phải buộc cái cọng dây chằng cho nó nằm sát xuống dưới luôn á, nó mới có lực kéo. Dưới thêm cái nó là phải lò xo á, nên khi mà mình cái cần gì sự cố mà trước mắt á, giống như có một chiếc xà lan nào chạy cắt mặt mình á, thì mình không tin tưởng cái hàng này, mình dở lên mình lấy cái cọng dây sên ra mình quay tay liền, mình xử lý. Còn cái này nhiều khi là mình không có tin tưởng đó, nó không có nhanh á. Cái này chủ yếu làm chậm chậm để mình chạy đường trường thôi. Còn ga số thì dễ ẹt làm các bạn. Cái cần ga cần số này mình chế điều khiển vẫn được luôn á, bình thường luôn á. Nhưng mà có một cái mình thấy làm nó lu bu quá, với thêm cái nữa làm mình không có sợ.
sử dụng, tại vì ra số mình không có dám tin tưởng để giao cho nó các bạn. Đi vô trong đó ngồi cho người ta, cho mấy anh cư cái dàn qua lăng quay quay cái hay dạ. Bây giờ qua trái ha, qua trái đây, qua trái, quay qua phải mà anh trai, rồi qua lộn qua phải rồi. Ok. Mà các bạn đang lo lắng mà hết pin hết bọng gì đó thì mình đã dự trù với mình đã tính toán sẵn